đó, ăn được luộc luôn. Xong ừ. hai ổng qua bên bên gặp thầy, thầy mới nói phép cho hai ông hiểu, hai ông không hiểu gì về cái cách nấu ăn ăn uống cho nó có dinh dưỡng á. Rồi về hai ổng đổi lại luôn, hai ổng bây giờ hai ổng nấu nấu ăn bình thường lại, đâu có vừa hồi trước đâu. Hôm trước là ngày xưa thầy chưa về đây đấy, bữa nào cũng chè chè đỗ ngọt lắm. Con mới nói là con cứ cách cái này con ăn, con bảo là thôi đừng nấu chè nhiều quá, ăn vài bữa thôi. Hôm rồi con bảo là thôi thầy ơi thầy, ăn ngày hai bữa, một tuần hai lần rồi con chỉ ăn vậy, còn quý thầy ăn sao ăn. Đâu bảo vâng con sẽ thực hiện, thì sau đó đã đi gặp thầy tổ rồi. Xong cái thứ hai là tự nhiên này, cái rong biển con bảo là ăn nó sẽ bị hôn trầm, nó tanh, giống mùi cá, không ăn nữa. Rong biển, ăn cái rong biển này nó cá cái canxi á. Tốt mà. Thứ hai là cái gì, cái mộc nhĩ với cái nấm hương với cái ấy đấy, cái như kiểu bào ngư đấy, là nó là nấm đấy, nấm ấy. Cái nấm ăn có việc gì đâu mà muốn hôn trầm, hôn trầm là do khổ. Còn thì đúng trường não thì mà không mình, muốn ăn. Mình có pháp tu á, mình có pháp tu là mình có pháp tu rồi, là mình có pháp tu, mình có pháp tác ý, pháp ly được rồi. Nên mình cứ ăn một ngày một bữa mà ăn bình thường không sao. Tại vì cái mình có pháp tu mà mấy ổng cứ sợ là ăn vô nó sinh dục, không phải đâu. Dục hay không là do mình, do tâm mình không chịu tác ý, mình không chịu ngăn về việc nó. Đó, còn mình đã có pháp tu rồi là mình cứ ăn uống bình thường, thầy cứ ngưng nói mà đó, thầy pháp là con ăn bình thường không sao đâu. Ăn uống bình thường. Tại vì mình tu pháp ly dục ly ái pháp rồi nên thử là nó không có tự động mình không sao hết. Chừng nào mình không có pháp tu á, mình ăn vô thì nó sinh dục. Nó sinh dục. Đó. Không có sợ á. Hôm trước à con với hôm ấy con đi chợ mua cái gì cùng với sư Khiêm đấy. Thì thấy là mua sữa nhiều lắm. Nhưng sữa, mà cho ăn mỗi bữa xong này bác là... sữa giả sang bên thầy tổ. Thầy vẫn quán chai dùng sữa mà. Hả? Thầy quán chai dùng sữa. Vẫn dùng sữa thì sữa đó. À, bữa này thầy cũng nói mình pháp nói là thầy chai dùng bình thường không sao đâu. Nó còn cứ dùng. Không, cái sữa ấy thì ấy mà này, cái sữa. Để ông nói ra. Tại vì cái sữa nào? Sữa mà Ami à? Không, cái sữa mà sữa lon này, sữa lon đặc nha, là một nè. Sữa túi mình uống nè. Là đường là cái chất tạo mùi. Tại ông làm trong cái công ty sữa ông nói. Còn mà sữa nguyên chất nó không, lon tới 400.000, 700.000 một triệu. Đó, nó bắt đầu là sữa của bà lận. Còn ngồi đây là tất cả mọi sữa nó đều là sữa công thức, nó pha ra thôi. Nó làm dễ lắm. Nó uống vô mình có mùi thì đây không phải đâu. Nó làm không, đang nói chuyện là hôm rồi là sữa Mapami là sữa đậu nành ấy. Là mua một thời gian cho uống mỗi một ngày xong rồi hôm sau mang giả này thầy tổ đấy, ăn đi hết không cho ai uống đấy. Nhưng bây giờ lại đi mua rồi. Thế con bảo là thầy nói là rồi thầy chấp pháp cho nghi giảng đạo hiểu rồi. Bữa qua đó thầy pháp thì nói chung là các thầy mấy hôm là thầy nhập thất 3-4 tháng là ức chế đấy, nó thật rồi. Chế rồi. Nhìn nói chế là con đã đủ hiểu, có họp chúng ở dưới bếp ăn đấy con nhìn. Hôm nay họ bắt con chay. Sáng không ăn sáng. Ăn bữa trưa hôm nay, một ngày một bữa bữa nay ha, họ bắt con chay bữa nay ngày rằm. Họ bắt con chay hả? Dạ, hôm nay thảo bác quan chay. Sao anh muốn cái gì? Coi ngày làm tháng tốt, sướng tóc. Bữa nay là điện thoại là dùng để nghe pháp, không có dùng để xem một cái mạng gì khác ngoài pháp chuyện lão. Rồi con lựa ngày ấy, con này làm tháng tốt. Nay... xin thầy sướng tóc rồi đó. Ngầu hôm qua với bữa nay. Hôm qua đặt danh. Chưa. Hôm qua với hôm nay ăn ngày bữa. Phải tập ăn cái rượu với bà. Rồi đâu cái ăn hai bữa là thầy quan chay dùng. Sơ cơ mới vô là thầy quan chay dùng hai bữa. Không. Thì thầy vẫn tùy thuận bằng lòng như vậy. Hồi bữa là tu sĩ mới hai bữa. Tu sĩ mới hai không. Bữa. Tu sĩ. Hồi bữa này đã nói ra, hồi bữa ở dưới bếp á là thêm pháp này. Ở dưới bếp á. Cái thầy thấy pháp là làm việc nhiều quá. Rồi thầy cứ nói pháp là nếu mà con làm việc con đã động nhiều thì con cứ ăn hai bữa bình thường đi không sao đâu. Tập lần cũng được không sao. Chừng nào con nhập thất á thì con ăn lại ngày một bữa. Còn bây giờ con đang làm công việc nhiều á, nó mệt á, đuối á thì ăn hai bữa lại. Xong mình phép nó là vậy ăn một bữa đi ăn rồi. Đó, thầy cũng cho dùng mà, thầy con thấy thầy bị thông lạc nói chuyện câu này nha. Là các con là cư sĩ thì các con là sáng ăn thêm một cốc sữa nữa. Đấy. Chứ còn mà sữa bò thì thầy bảo không ăn rồi, là vì thương con bò lắm. Vì hơn nữa là nói thật với thầy nói là chúng con học y thì sữa bò chính nó vẫn là thân con bò rau ra đấy chứ có phải là cỏ đâu, nó vẫn là máu huyết của nó ra mà máu thầy sữa là máu mà nhưng mà quý thầy vẫn tùy thuận cho ăn như thế là nó dục nó sinh ra
Hơn nữa là con bò nào nó chả kích thích sữa này, nó có cái rất trang trọng. Nói vậy nói thôi, có điều là chỉ sợ là kiêng quá. Cái thầy kiêng quá là cuối cùng là nó sợ sức khỏe không đạt được, thầy nói vậy thôi. Nói chung là con bò là nó là vậy, nó là người ta kích cái tinh trùng của con bò đực vô cho nó nái, nó thành coi như là sinh đẻ theo kiểu như là cái ống nghiệm á. Rồi con bò nó đẻ ra rồi người ta kéo con bò con ra xa con bò mẹ, không cho gần nó. Thì nó bắt đầu khi đẻ ra nó lâu đi. Có bao giờ nó được bú chưa? Rồi xong rồi nó dắt cùng kiệt con bò cái, dắt sữa cùng kiệt luôn. Nó tách luôn mà. Rồi nó tiêm thuốc hormone kích thích sữa là sữa ngày nào cũng ra. Rồi bắt đầu là khi mà hút sữa thì nó có cái tần số rung động của cái, hoặc là lấy sữa thủ công nó phải bóp đấy chứ. Sữa giờ, nó ra nó bóp máy mà. Ừ. Giờ nó không máy mà. Ừ, nó máy đấy. Máy nhanh hơn. Máy nó rung. Cho dắt tay chừng nào rồi xong. À, sữa nó cứ bật ra đấy chứ. Tay là dành cho mấy người mình nuôi ít á, nuôi chừng vài chục con thì tay. Chứ mình nuôi gọi vài trăm con, ngàn, hai ba ngàn con là máy hết đấy. Máy hút. Nó sữa là cảnh báo như vậy, mà sữa thịt sữa trứng sữa mà là những cái loại mà máy hút thì cũng là ác lắm. Máy hút là nó hút, nó đâu có tính người đâu, nó hút là hút theo công suất mà nó cứ dắt đau đớn không, nó dắt nhưng mà nó dắt cái liều lượng mà chứ hay là nó dắt cạn bình đâu, không nó dắt cái liều lượng đó bao nhiêu nó dắt bao nhiêu đó là nó ngừng lại, nó không dắt nữa. Con bò nó đau đớn cái máy nó có dừng đâu, đau đớn nó vẫn hút, dắt nó vẫn hút. Con bò nó bị sưng vú hoặc bị nở nét ấy là nó không vệ sinh được ấy, là cắm máy vào nó đau. Chứ không phải là con nào nó cũng khỏe mạnh đâu. Ở trong trang trại thì có người ta đã nói chuyện rồi. Với người tu là người ta đi dục ra ai người ta ăn sữa. Còn bên ngoài thì người ta vẫn ăn đấy. Cái mấy ông tu pháp môn khác ấy, không phải giới định tuệ vẫn ăn. Với thầy cá cũng còn ăn, nó cá sữa, quê, nó cá hai loại đâu. Một loại là sữa bò, một loại là sữa thực vật. Hoặc là những loại năm đậu á, tất cả loại đậu nó làm ra thành sữa. Vòng đây nè, vòng gian gian đây nè, trong này nè. Mấy ông sư mà hay chạy xe máy rồi đi qua đi lại nè, toàn là nhậu dân nhậu không đó. Sữa bò đã là gì, vô nó ăn rượu uống như gì. Mua đồ sáu bè ăn. Ông tu phép môn của mấy ổng mà ổng ngầu chứ. Mấy ổng cuối tàng nói là đọc kinh trì chú gì Lăng Nghiêm đó. Chú Lăng Nghiêm. Phạm giới với tiệt khiêu ni, phạm giới với cha với mẹ, rồi với phép họ hợp tăng, rồi là để với còn trì thiếu của Lăng Nghiêm là tội xấu hết. Ổng có đức tin gì á, có lòng tin á. Lòng tin vậy là ổng cứ phép giới, phạm giới là ổng cứ trì Lăng Nghiêm là hết tội à. Nó là lòng tin sai á, tin nó gọi là cái tè á. Tè kiến á, chứ không đúng đâu. Đức Phật nào vậy đó. Ăn thịt thì cứ coi như ăn rau ăn cỏ, đúng không? Quán nó như rau cỏ. Đấy ý như vậy. Thì cứ ăn thôi. Nói chung nếu như mà nó thật phải nói này, nói với thầy, nếu như mà thế giới này những người tu hành mà giữ giới, chỉ cần không ăn thịt chúng sinh thôi, nhỉ? Thì đã lớn lắm rồi, sức đề trường không. Nói vậy nhá, riêng về công giáo nhá thầy nhá. Mà kinh Tân Ước ấy là mới là do giáo hội biên ra, được ăn một năm là 6 ngày chay, trước là 40 ngày chay. Nhưng sau khi Chúa Giêsu cũng mới dạy câu vừa rồi bắt đầu mới đưa ra này, một cái thầy ở bên Nguyễn Khắc Tường ở bên Phan Nguyễn Văn Tường ở giáo xứ Vĩnh Long, ông mới nói thẳng luôn cái kinh Cựu Ước ấy là ông Chúa Giêsu ông ấy nói là thức ăn của các con là cỏ cây ma hạt giống. Thứ hai là các con là không cũng phải yêu thương muôn loài. Thì ông ấy theo Phật 16 năm, có nghĩa là theo tăng đoàn Phật là đương đi tìm kinh đấy, tìm ấy đấy. Thì đâu có tăng đoàn Phật bây giờ thì làm sao, cái thời mà chưa đến năm 01 ấy, sau về với công giáo nó mới lấy cái lịch Tây bây giờ, thì ta Tây bây giờ là của nó đấy chứ. Thì ông ấy thành lập cái giáo đoàn như vậy với lấy lịch Tây như vậy. Vậy nên làm gì có ăn thịt chúng sinh đâu. Cũng có nghiên cứu gì đạo của công giáo đó, Thiên Chúa đó. Ngày xưa là ổng là dùng chay hoàn toàn luôn. Chay chứ. Ổng khuyên những người mà đệ tử ổng á là không có uống rượu, thịt uống rượu nè. Không ăn thịt nè. Không có tề dâm nè. Rồi không có giết hại chúng sanh. Ổng là như mình, như Phật giáo luôn, năm giới á. Ổng là năm giới đất á. Ông dạy đệ tử ổng á là vô tu á là phải hành theo năm giới đất đó. Đó, ăn chay hoàn toàn luôn. Không giết hại, không uống rượu, không dâm dục, rồi đó vậy đệ tử quá. Sau này thì sửa hết luôn hoàn toàn lại, ông cứ ăn mặn, ăn đồ rồi
dâm nhục các kiểu té lẻ té lũa hết. Chứ hồi đó ngày xưa là thời của Chúa Giêsu là đâu có ăn thịt đâu, đâu có xác sanh đâu. Nghe là thức ăn của ông là lòng thương yêu, ông thương xót lắm, ông này làm ông đã ông này thương xót thương yêu mà ông này đứt lắm. Thức ăn của Chúa là bánh gạo với bánh mì rượu. Không có bánh mà rượu vang rượu vang không con nói mà nghe nói là ông làm phép mà ra toàn là bánh mì bánh gì tròn tròn mà của cái đó lại nó bị ở đây chứ không phải nó thiệt chịu hóa thêm nó thêm ra thêm bớt ra thì cái đó này cũng như vậy như là ông biến hóa ra là đó là hơn tới kể 1000 đại tử rồi mà cái nó cá còn cái mấy cái bánh mì mấy con mối con ké à mà ông biến ra sao mà dùng phép thêm lại ông biến ra sao mà ké lại bánh mì ăn đủ hết luôn mấy ngàn người luôn ở đâu ra truyền thông vậy. Nói với thầy nhá, đi học theo 10 Phật 16 năm rồi là lâu lắm đấy, không phải đâu. Ông đi tìm đạo ấy, ông Giêsu ấy. Ông ở thành phố San Em cơ mà, ông sang bên Ấn Độ Tân Cương chứ ông học cơ mà, chứ không phải không đâu, ông đi cả đầu Trung Quốc cổ nữa cơ mà. Vậy thì ông ấy phải tìm hiểu kinh Phật rất là kỹ. Thứ hai là ông cứ nghĩ rằng cái ảnh mà của Đức Phật mà để tóc ấy là chính là ông cũng để tóc theo đấy, chứ còn ông trọng ông Phật có để tóc đâu, vẽ lại ông có để tóc đâu. Trong 500 năm ông ấy mất rồi. Đức Phật là ngày xưa trong kinh Nguyên Thủy của bên Phật giáo của Nguyên Thủy của Nam Tông á, là Đức Phật là cho anh tử nha, tóc á cắm á là không cho dài quá hai lỗ tay là phải cạo, không cho dài quá là phải cạo. Còn Đức Phật á là ông có tướng tốt, ông khác những người tử ông, là tóc ông rề nha, rề á. Nó sáng lại sát với đầu luôn. Mà nó không dài nữa. Để Đức Phật không cần cạo, nó vậy biết luôn mà không cạo. À, sau này là người ta tạc tượng nó bị sai, là tạc tượng Đức Phật là tóc dài là không đúng. À, nó không đúng vậy. Phật tóc sát với đầu luôn, chứ không dài gì đâu. Kiểu nó xoăn tít rồi đấy. Sáng lại luôn. Còn cái nhục kế Đức Phật là không phải gì đâu. Đây người ta làm sao cái nhục kế nó u nó cao lên, không phải nhục kế gì đâu. À, làm nhục kế thì sao luôn. Cao ta lên phải vậy. Vậy nếu xưa Giêsu ông để tóc dài như vậy bắt đầu là tín đồ cha chắc là cũng làm tóc dài đúng không? Trong nên nhà thờ mới biết chứ đi ra ngoài không biết ông cha. Toàn tưởng dân hết chứ. Đi dưới đất Nam Định là đất giáo mà không biết ông cha nhưng mà đi đâu đâu người chào đấy. Về sau mới ra là cha chứ. Vì nhà mình cũng có người nhà là chú ruột máu ấy, nào theo giáo mà. Thế biết là với nội quy bên này nó khắc khe như nào, lòng tin nó cao lắm. Chúa bảo có làm gì phải làm đấy. 12 thanh đồ đấy là tử cái đạo. Vậy nó khó vậy. Nên nói một điều này, ông đi theo Phật như vậy thì là tại sao cái năm cái ở Roma vừa rồi là cái Đức Giáo Hoàng số 16 đấy, sau khi cái trường đại học Y, đại học Anh và đại học Mỹ còn cách nhận được mail cách đây cũng phải gần chục năm rồi. Ở bên Mỹ gửi. Mũi gì tao vậy? Hai mũi không? Mũi. Thế là sau đó là về đấy, về bên Roma đấy, báo cáo với ông Đức Hoàng số 16 ấy, là khảo cổ hai trường đại học là Anh và Mỹ đó khảo cổ độc lập nhưng không liên quan nhau. Nhưng mà đến khi mà xong rồi bắt đầu nó phát hiện là Chúa Giêsu theo Phật 16 năm. Thế về sau là về đấy báo cáo, về sau ông Đức Giáo Hoàng 16 là ông bỏ về, ông xin ông bàn giao ghế vị đấy, cho 17 giờ đang theo đấy. Còn ông về Anani là ông tu, bây giờ ông tu như Phật đấy, ông tu sống độc cư như Phật vậy. Đấy, ông ấy ngộ ra vậy. Ở bên nước Ý á nha, nước Ý á là vô ngày xưa tu á nha, vô tu á. Ở bên gì ở bên gì Tây Ban Nha. Tu á nha, lúc ngày xưa tu á là vô á là mỏng cạo cái này nè. Cạo lắm này nè. Đó, là vô tu á là tu là dòng thánh á nha, dòng thánh của Đem Minh á, dòng Đem Minh á. Vô tu dòng thánh á là phải liệm ông vô cạo đây, tóc ông hớt nó ngay vậy nè. Cho nên cạo lỗ. Đó, ông làm vậy đấy. Đó là dòng cao quý, dòng Đem Minh cao quý á, mẹ những Phật thầy thánh này chú. Đó là mấy người vô tu mà tu gọi là tu gì, mấy người mà dạng như là cao quý á, vô dòng Đem Minh cao quý mấy người nó được phong thánh. Mà ở bên Thiên Chúa hả? Thiên Chúa. À. Đó, ông Martin. Chúa ông Martin, ông Martin là ông người da đen. À. Là người Tây Ban Nha, là người phân biệt chủng tộc. Không có cái công nhận người da đen vô tu mà được dòng thánh, được phong thánh, chết không được phong thánh. Mẹ ông Martin á là ông người da đen đầu tiên được phong thánh. Tại sao ổng là ngày xưa hồng nhỏ là ổng có một cái năng lực là ổng đụng vô người nào đã biết người đó gần chết sẽ bị gì chết ổng biết hết luôn. Ổng có thể dùng cái tay ổng này ổng chữa bệnh cho người ta luôn, hết bệnh rồi. Cái sau này ổng dùng phép lệ ổng chữa bệnh cho người ta chết đi sống dậy luôn, ổng rất hay. Rồi người ta từ mấy nhà rớt xuống ổng dùng phép lệ ổng cứu người ta rớt xuống không chết. Từ đó cái ổng kéo đầu ổng đi cứu người luôn. Sau này ông chết cái được phong thánh là ông người da đen đầu tiên được phong thánh đó. À. Ông Martin á, thánh Martin á, da đen đầu tiên phong thánh.
Đấy, bây giờ loài người bây giờ đến hôm nay mình biết rằng là vừa rồi nó có cái phóng sự về vấn đề người Covid ở bên ở núi cao đấy, của Colombia đấy, mới cách đây 4 tháng này họ phỏng vấn bên đấy này, toàn bộ là sống trên 100 tuổi, mà người ta cả đời người ta chỉ có ăn rau quả ở rừng ở trong giữa thung lũng, nó có đi đâu đâu. Thế mà ví dụ loài người mình nó cứ xưng nó là anh cả đấy của trái đất này đấy, khuyên các em là đừng ăn mạng chúng sinh nữa đấy, cái Gogi này, này, cái dân tộc Gogi đấy. Mà ở đấy nó cũng rất hay, nó đổ đúng là dòng thánh nhá, vẫn sinh con đẻ cái bình thường, nhưng mà khi lấy vợ thì là phải làm hai cái nhà, một cái nhà của chồng ở, một cái nhà bé hơn là của vợ, cái người phụ nữ là ở dưới đấy, xong là con cái ở với mẹ, còn cái người nam là vẫn thanh tịnh ở đấy. Còn trước khi trưởng thành mà muốn để mà thành thanh niên rồi thì vào rừng là tu quay mặt vào đá 9 năm. Thiền á, 9 năm để thương yêu hết mọi thứ này, các họ dạy cho này cả cỏ cây hoa lá con kiến con vật, thương hết mọi thứ. Phải nói là đúng là nó dòng thánh thật. Chứ mình tu 9 năm biết. 9 năm rồi là người hạ thành thông luôn. À. Biết được hạ thiên tri, hạ biết được quá khứ cái gì tương lai sẽ là chuyện gì. Đấy đấy, biết hết mà. Thiên tri hạ biết tương lai luôn hay không? Không đấy, không có điện thoại, không có điện đài hay không biết, mà phải biết được tương lai sẽ như gì. Giờ cứ đánh vào YouTube là Kogi, dân tộc Kogi là tự nhiên nó ra một loạt. Ngày xưa trong tổ sư Minh Đăng Quang á, ổng có thiết về cái bộ tộc Kogi. À có à. Có thiết về bộ tộc Kogi. Nha, ổng thiết về bộ tộc Kogi là có một cái lòng hồ nước rộng lắm, to lắm. Là bộ tộc Kogi á là sống gần cái lòng hồ đó, đánh bắt đồ ăn ở lòng hồ đâu luôn. Tự nhiên sau này cái hồ đó nó cạn lần. Ừ. Nó cạn lần cái người dân ở đó cái họ lần ở đó cái họ chết đó, bị mất nước, thiếu á rồi không có lấy bức lên để sống á. Đầu thiết bộ tộc Quy từ chúng luôn. Chết luôn. Nó chết bộ tộc Quy sau này cái nó có cái vụ mày sau này cái đó tới